Chào mừng quý cư dân đến với bản tin tuần của tòa nhà Sky City. Trong bản tin tuần này, chúng tôi xin được gửi tới quý cư dân những nội dung chính như sau. Thứ nhất, tiến hành sơn sửa lại toàn bộ gờ giảm tốc, đồng thời kẻ vạch chỉ hướng dẫn giao thông trong khuôn viên của tòa nhà. Thứ hai, thực hiện kế hoạch đào tạo nhân sự làm sạch. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Nằm trong kế hoạch trang hoàng chào đón Tết cổ truyền năm 2016, để đảm bảo duy trì cảnh quan hình ảnh tòa nhà, trong tuần vừa qua, Ban Quản lý tòa nhà đã triển khai sơn lại gờ giảm tốc và chỉ dẫn hướng di chuyển giao thông và vạch lối đi dành cho người đi bộ. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, các bộ phận đã cùng kết hợp với nhau bao gồm an ninh, kỹ thuật và dịch vụ, thiết lập hàng rào mềm, biển chỉ dẫn và nhân sự điều tiết giao thông trong quá trình thi công. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những bất tiện, kính mong quý cư dân thông cảm và tạo điều kiện để ban quản lý hoàn thành đúng kế hoạch. Cũng trong tuần vừa qua, ban quản lý tòa nhà đã phối hợp với công ty Hoàn Mỹ tổ chức lớp đào tạo cho các nhân viên làm sạch đang công tác tại tòa nhà theo quy trình và tiêu chuẩn của công ty PMC đã đề ra. Trong buổi đào tạo cũng đưa ra một số những tình huống liên quan tới khách hàng và cách xử lý tình huống để toàn bộ nhân viên có thể thảo luận và đưa ra hướng giải quyết nhằm đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng. Những thông tin trên đã khép lại bản tin tuần của tòa nhà Sky City. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cư dân ở những bản tin tiếp theo.